đối với người công nhân đồng lương chỉ đủ sống, thì hầu như ai cũng muốn có thêm việc để làm ngoài 8 tiếng hưởng lương thông thường. Vào trước những dịp lễ Tết cần thêm hàng bán ra thị trường, nhà máy phải yêu cầu công nhân làm thêm. Cô Hương, một công nhân may mặc trong khu công nghiệp Bình Tân cho biết. Tết này cho nên công ty này tăng ca nhiều lắm, tăng tới 9 giờ tối. Rồi ngày thứ 7 này là ở lại là tới 5 giờ rưỡi. Còn chủ nhật thì phải đi làm 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ. Một công nhân khác, anh Thương, nói rõ mong muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm chi tiêu trong dịp Tết âm lịch sắp đến. Công ty ra lệnh lịch là tăng ca, đây là tăng ca thôi. Tết thì tăng ca nhiều sẽ được thưởng nhiều hơn. Muốn tăng ca nhiều để có được Tết, được tiền Tết thôi. Là bình quân thì 8 tiếng, tăng ca thêm 4 tiếng nữa, là 8 rưỡi về. Nếu mà bình thường là tăng ca là khoảng 8 rưỡi về, 7 rưỡi sáng là 8 rưỡi tới về. Tuy nhiên, có những công ty đến dịp Tết âm lịch lại là lúc không còn nhiều việc cho công nhân làm. Công nhân ở một công ty làm hạt điều cho biết. Ít lắm, gần Tết là không có tăng ca, tại vì hàng thì sức thì ít, không có ít tăng ca. Chung làm điều. Theo luật lao động thông thường, thì giờ tăng ca của công nhân được trả nhiều hơn so với giờ làm thông thường trong khoảng thời gian 8 tiếng. Tuy vậy, có nơi mức tiền lương làm cho những giờ tăng ca không có gì khác như lời cô Hương. Tăng ca là Tết thì là lễ gì nó cũng vậy thôi, chứ nó không có tính thêm đâu cơ. Quy định là 1 tiếng 15 ngàn thôi. Những bữa cơm vỉa hè vội vàng để cho kịp giờ tăng ca. Một chị công nhân làm việc ở một công ty gần nơi chúng tôi ngang qua đang vội vàng vào làm cho đúng giờ. Ở cách đó không xa, những công nhân thuộc công ty đồ gia dụng Namilos đã hết giờ làm và đang trên đường về sau một ngày dài làm việc. Thường khi không tăng ca, sau một ngày làm việc, công nhân ghé chợ tạm gần nhà máy, mua vội ít thức ăn về nhà tự nấu ăn. Còn khi phải tăng ca, họ được nhà máy cho ăn ở căng tin. Giờ không tăng ca thì 5 rưỡi về đi chợ, tăng ca thì 5 rưỡi ra ăn, thứ 6 giờ vô làm. Khi nào tăng ca với em thì đi chợ á, làm thì cũng thương thương. Tăng ca thì thời gian nhiều nên là mệt á. Đa phần công nhân ở những khu công nghiệp là dân nhập cư từ nơi khác đến. Quanh năm suốt tháng, lo làm với mong muốn có chút dư giả để gửi về cho gia đình dưới quê hay chi dùng cho bản thân. Nếu may mắn nữa thì có thể dành dụm chút ít cho lúc trái gió, trở trời. Tăng ca có thể nói là cơ hội duy nhất để những công nhân nghèo có thể kiếm được số tiền giúp đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi như thế của họ. Tuy nhiên, tình trạng no dồn, đói góp, tức khi thì không có việc, lúc phải lao động quá sức, khiến chuyện tăng ca trở nên gánh nặng cho người công nhân. Cuối năm, đối với nhiều người là thời điểm để mua sắm, vui chơi, nhưng đối với một số công nhân thì lại là thời điểm làm việc nhiều hơn, có nơi đến cận Tết mới được nghỉ.